qua rm 5 m á đâu có cho anh thôi sau này mà nếu mà game búp này mà có như thế nào ấy hay là refund không thể thi đấu nữa thì bô vì uh, không có thi đấu giải chuyên nghiệp nhưng mà búp vẫn còn tem các thứ thì bô không bán nữa bô từ giả bán chuyên nghiệp luôn giải nghệ không bắn nữa không bắn cho bất kỳ một tem nào nữa anh học lớp mấy á trời ơi, học lớp 9 bị đuổi mẹ rồi đang đi học uh, hình như vô cho anh cho gì đó bị ra uh, hội đồng kỷ lực lần thứ ba xong nghỉ luôn từ đó tới giờ bà cô chỉ thẳng vô mặt bô sau này mày sẽ không thành công cô ơi cô bây giờ cô có coi xe chim của con đó ừ. bây giờ nhắc mới nhớ còn mấy con mấy cái thằng ngồi cạnh bàn tao đó nữa con mẹ tụi mày bây giờ nhìn đi nha học đại học đó thì làm cái gì <laughs> khốn nạn thật nhất là cô đó mấy cái thằng ngồi quế bàn tao đó nha con mẹ tụi mày chê tao đó đúng không khốn nạn thật cô nhớ coi xì chiên của con nha cô con gửi đến cô đó cô chủ nhiệm <laughs> hồ cô chủ đâu rồi mấy thằng bạn học cùng lớp đó nha ừ trời xíu mấy 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 thằng bạn học cùng lớp ơi con mẹ tụi mày ờ đó chê như thế nào nè nè tiền tự tay tao làm nè mấy thằng bạn học cùng lớp con mẹ tụi mày mấy thằng lồn con mẹ nó nhắc tự nhiên nhớ cây thì chứ hồi đó đi học nó chửi mình ốc chó các thứ mày ha chừng nữa làm ăn mài ăn xin các thứ đi mày cây vái lồn thề bây giờ mấy anh hai nhắc mới nhớ con mẹ nó mấy cái thằng khốn nạn nào lúc trước chơi tao đó mấy nhỏ gái nữa nhất là con lớp trưởng cái con mẹ mày tao nhớ ờ à, đây nữa nè trời ơi nè lớp trưởng lớp trưởng con mẹ mày lớp trưởng ờ học đại học đi ừ, học đại học ra làm gì nè con mẹ mày Cây quá luôn Mấy anh hai nhớ nha, hồi thời đi học mà ai mà chê mình đó, ừ, gán phán đấu mấy anh hai à. Nói chung là bô may mắn bô có ngày hôm nay tao nhớ cái thằng nhỏ lớp trưởng nha Nhỏ lớp trưởng là nhỏ nhỏ ngồi bên này còn cái thằng Điệt mẹ mày phó học tập ngồi bên tay phải của tao tao nhớ đấy ừ, Có coi xin chim ờ có kết bạn à, Bây giờ mình phải chơi trên đầu nó kiểu như Bây giờ nếu mà gặp lại bọn nó bô sẽ ngủ bọn nó đi ăn với đi nhậu đó Rồi bô mua đồ bô tặng đây cho nó con mẹ nó khốn nạn thật Nhắc tới buộc tức dễ sợ Em sướng chưa? Cung tương đương cà nền dâu mời tương đương ngồi một con đu ong E oi Cảm ơn Tiên nha Nhưng mà cay lắm Nhắc tới hồi đó là em cay vãi lồn luôn Nó chửi một cách thậm tệ lắm anh Anh biết cái thầy học sinh mà kiểu mưa mình Em thì điệp mẹ lúc nào em đi học Em cũng đéo có thuộc bài hết Mà em là cái thằng mà học dở nhất lớp Mà quậy nhất lớp nữa tụi nó sỉ nhục em mà tụi nó còn xúc phạm tới gia đình của em nữa nó cay bữa nay nhắc tới mấy cay chứ không phải làm nói làm nói thật ấy có cái để nói con mẹ nó cay vái lồn thề nó chửi mình em được rồi mà nó kiểu mà nó chửi ừ mẹ mày dạy mày không được thì để vô nay cô với cô tao với gia trò nó nói cái đó quýnh được phải nó cắt cổ mày nó luôn nó nói mà có câu mà mẹ mày dạy mày không được mà để vô đây thầy cô dạy bọn tao dạy mày thôi đi là cay vãi luôn không biết nói được câu gì luôn thề tuy là em có học ngu thiệt nhưng mà đẹp mẹ nó xúc đừng có xúc phạm em tới vậy con mày á nó em sướng chưa thì đó rông à đen ra dinh thi chui chết gì em em chung no gì còn bà cô chủ nhiệm nữa bà cô chủ nhiệm ấy, chửi em mới tối ngày cứ gì là mẹ em dạy em không được thì vô nay ai à, tôi dạy em em phải nghe tôi <laughs> đi con mẹ lo gia đình ra là cay vái lồn thề chửi em cỡ nào cũng được hết đừng có lo gia đình em ra là được khoa có đánh lộn không phải không mình đi học mình hiền khô à mình chỉ quậy trong lớp thôi kiểu nói chuyện sử dụng quậy các thứ thôi chửi chết con mẹ bà cô luôn cho à cảm ơn chắc là bô ốp chim đây đây à, trước khi ốp chim thì địt mẹ mày lớp trưởng ơi gặp tao tao mua tặng cho mày một cái hứa danh dự luôn lớp trưởng con mẹ mày, mày tao cay mày lắm đó hồi đi học tao cay mày nhất cái lớp trưởng